chào quý khán giả của chương trình, khán giả dưới HGTV. Quỳnh Như rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình vào lúc 18:15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Thưa quý khán giả, tin tức Mekong là một bản tin hiện đang rất được quý khán giả quan tâm và đón theo dõi. Chế 30 phút mỗi ngày, tin tức Mekong luôn mong muốn đem đến cho quý khán giả những tin tức hay, đầy ý nghĩa. Đáp lại những cố gắng của chúng tôi, mới đây khán giả có tên là Giang Phan với địa chỉ mail giangphan010a@gmail.com đã gửi ý kiến của mình về cho chương trình để chia sẻ rằng gia đình của bạn rất mê chương trình tin tức Mekong của đài. Vì chương trình vừa mang tính thời sự, vừa mang tính giải trí cao. Bên cạnh việc đưa những tin tức nóng trong ngày, chương trình còn đưa những thông tin hài hước, độc lạ trong phần cuối của bản tin. Đây là nét đặc biệt mà ít chương trình nào có được. Xin cảm ơn khán giả Giang Phan cùng gia đình đã dành cho chương trình tin tức Mekong những tình cảm rất đặc biệt. Đây thực sự là một động lực rất lớn giúp chúng tôi càng phải nỗ lực hơn nữa để phục vụ quý khán giả ngày một tốt hơn. Khi gửi ý kiến của mình về cho chương trình, khán giả Giang Phan còn có góp ý. Một điều cần tránh để chương trình thêm hay là cách dẫn chuyện của hai MC, cần tránh giao đãi nhiều trong phim trường. Khán giả Giang Phan thân mến, như các chương trình trước, chúng tôi cũng đã từng đề cập đến tiêu chí của bản tin tin tức Mekong là phải hấp dẫn, mới lạ, nhưng phải có khía cạnh, có ý nghĩa xã hội. Qua đó cũng nhằm cảnh báo, khuyên răng và lên án các hành vi thiếu đạo đức trong xã hội. Vì vậy, khi dẫn các bản tin nói chung và bản tin Mekong nói riêng, chúng tôi cũng muốn người dẫn chương trình nói thêm để rõ thêm vấn đề cũng như là đề cập đến các khía cạnh khác để khán giả có cái nhìn tổng quát hơn. Và đó cũng là lý do các dẫn chương trình giao đãi với nhau. Tuy nhiên, qua góp ý của bạn Giang Phan cũng như những vị khán giả đã gửi ý kiến của mình về cho chương trình, chúng tôi sẽ nghiên cứu, xem xét. Nếu phần giao đãi này làm ảnh hưởng đến quá trình xem tin tức của khán giả thì phải nên có sự tiết chế lại. Và như vậy, hiện nay không chỉ tin tức Mekong mà đến những bản tin khác như tin tức Đông Tây 24 giờ, tin nóng 11 giờ, thời sự Hậu Giang, chúng tôi cũng hết sức lưu ý, giảm số lần giao đãi nếu không cần thiết. Xin cảm ơn góp ý đến từ bạn Giang Phan, mong bạn thông cảm và tiếp tục quan tâm theo dõi chương trình. Hy vọng nhận thêm góp ý từ bạn. Tiếp theo đây là một ý kiến đến từ khán giả có địa chỉ mail link53097a@gmail.com đã gửi về chương trình qua Gmail Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang a@gmail.com với mong muốn chương trình có thể tư vấn cho bạn cách viết cũng như là tham dự chương trình Trang Viết Tâm Hồn. Xin cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi thắc mắc của mình về cho chương trình. Quý khán giả thân mến, Trang Viết Tâm Hồn là một chương trình rất riêng và rất hữu ích của kênh HGTV từ khi ra đời vào năm 2015. Trang Viết Tâm Hồn là nơi các em học sinh bày tỏ tâm hồn trong sáng của mình. Từ những bài viết của các em được ghi nhận và phát sóng, chương trình đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả trong và ngoài tỉnh với hơn 1.000 bài viết của học sinh gửi về tham gia. Qua chương trình, không những tình cảm bạn bè, thầy trò được gắn kết, mà quan trọng hơn hết là người lớn, những bậc sinh thành có thể thấu hiểu và quan tâm đến các em, để các em thật sự là mầm xanh tương lai của xã hội. Nếu bạn đang là một học sinh và mong muốn tham gia chương trình thì bạn cần lưu ý những nội dung sau. Chương trình Trang Viết Tâm Hồn có thể viết về tất cả những chủ đề mà mình yêu thích. Bài viết phải tự tay học sinh viết, không copy hoặc mượn người khác viết. Câu chuyện viết trong thư là câu chuyện có thật, chữ viết phải đẹp. Nếu không đẹp thì tối thiểu, chữ phải dễ nhìn và đọc được. Một học sinh có thể tham gia viết nhiều lần. Bài viết tham gia các bạn tiếp tục gửi về địa chỉ chương trình Trang Viết Tâm Hồn để phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang, số 1, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Trên bì thư các bạn ghi rõ số điện thoại và địa chỉ để ban biên tập tiện liên lạc, hoặc các bạn có thể liên hệ qua địa chỉ mail trangviettamhon@gmail.com và số điện thoại liên lạc 0907 486 287. Đối với những bài viết hay và ý nghĩa, chương trình sẽ đến tận nơi để ghi hình và phát sóng. Đồng thời, bài viết này sẽ nhận được học bổng từ chương trình. Mời bạn và quý khán giả đón theo dõi chương trình Trang Viết Tâm Hồn được phát vào lúc 20:10 thứ hai cách tuần trên kênh HGTV. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình. Nếu còn điều gì thắc mắc, bạn hãy tiếp tục liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn và trân trọng những ý kiến từ các bạn. Thưa quý khán giả, trong kỳ trước chúng tôi có giới thiệu đến quý khán giả rằng có một vị khán giả tên là Đặng Tuyết
thông qua Facebook Truyền hình Hậu Giang đã gửi cho chúng tôi bài thơ Thăm lại Hậu Giang với những câu thơ đầy nghĩa tình. Sau khi phát sóng chương trình, vị khán giả này đã trực tiếp gửi đến chúng tôi qua đường dây 0711358399 để chia sẻ rằng rất thích xem các chương trình của đài, nhất là các chương trình tin tức. Vị khán giả này rất vui khi bài thơ của mình được phát sóng trên kênh HGTV. Và thông qua chương trình, khán giả Đặng Tuyết cũng muốn gửi đến đài một số ý kiến của mình. Tôi có thường xuyên xem chương trình của Đài Hậu Giang. Tôi nhận thấy chương trình của Đài Hậu Giang hay và tiến bộ. Nhất là chương trình tin tức Đông Tây 24 giờ. Tôi thấy đây là một chương trình rất hay. Khán giả này còn có góp ý, đài nên mở thêm các chương trình về từ thiện, vận động quyên góp cho những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc các em học sinh. Xin cảm ơn khán giả Đặng Tuyết đã quan tâm và thường xuyên theo dõi các chương trình của đài. Chúng tôi rất lấy làm xúc động khi nhận được những chia sẻ từ bạn. Chúng tôi cũng rất trân trọng tấm lòng mà bạn đã dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và cũng xin thông tin thêm với khán giả Đặng Tuyết, hiện kênh HGTV cũng đã thực hiện một số chương trình mà đối tượng là những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc các em học sinh nghèo hiếu học, như chương trình Cảm thông và chia sẻ, khuyến học khuyến tài, hay chương trình Trang viết tâm hồn mà chúng tôi nói ở phần đầu chương trình. Tuy nhiên, với góp ý của bạn, chúng tôi sẽ xem xét, nghiên cứu để có thêm những chương trình mà đối tượng bạn quan tâm. Một lần nữa, xin cảm ơn những tình cảm và ý kiến góp ý chân thành của khán giả Đặng Tuyết. Và để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin trích đọc bài thơ cũng của khán giả Đặng Tuyết. Đây là bài thơ do tác giả viết tặng cho chương trình nhân lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài thơ có tên Gửi lòng con đến Bác. Chúng tôi xin được trích đọc nội dung của bài thơ này. Từ miền Tây con ra thăm lăng Bác, trời tháng giêng lác đác hạt mưa rơi. Dân dẫn đâu đây ngỡ tiếng người vọng lại, nhưng mãi chỉ là thương nhớ mà thôi. Đến bên lăng lòng bồi hồi sao xuyến, lời Bác năm xưa còn gian mãi đến giờ. Đến đây Quỳnh Như xin nói lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn. Nếu có những góp ý, phản ánh hay thắc mắc muốn gửi về cho chương trình thì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua những cách sau. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0711358399, Gmail khangiahgtv@gmail.com hoặc Facebook Truyền hình Hậu Giang, Zalo Truyền hình Hậu Giang. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.